nghiền mọi nguyên liệu trong tích tắc. Động cơ cực khỏe, xay nghiền cực nhanh. Máy nghiền đa năng siêu tốc, nghiền nhuyễn mọi thứ trong chưa đầy một phút. Máy nghiền các loại hạt siêu mịn, các loại gia vị, tiêu, hành, tỏi, ớt, các loại thực phẩm như thịt, cá, tôm siêu nhuyễn, tiết kiệm thời gian cho người bận rộn, công việc bếp núc trở nên nhanh chóng và nhẹ nhàng. Tự xay một ít cà phê tại nhà trong vài phút vào mỗi buổi sáng, có ngay một chén thịt băm để nấu ăn nhanh, các mẹ bỉm sữa cần bột để nấu cháo cho bé, hoặc gia vị ớt khô, hạt tiêu chưa xay, tất cả sẽ được giải quyết bằng chiếc máy nghiền đa năng siêu tốc này. Tháo lắp dễ dàng, vệ sinh sạch sẽ như rửa một chiếc ly thông thường. Có máy nghiền đa năng siêu tốc, công việc bận rộn mà vẫn chu toàn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Up Home xin giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường, đó là máy nghiền đa năng siêu tốc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bên trong gồm những gì và nó nghiền hiệu quả như thế nào nhé. Bên trong gồm một giấy hướng dẫn sử dụng, một dây cắm, một chổi mini để quét bụi, và đây là máy nghiền. Về kiểu dáng và màu sắc thì đã có ngay điểm cộng đầu tiên, đó là thiết kế rất sang trọng và nhã nhặn. Phía dưới đế lót có cao su chống trượt. Phần nắp trong có thể quan sát quá trình máy nghiền nguyên liệu. Nút bấm điều khiển nằm ngay trên nắp tiện lợi, chỉ cần ấn nhẹ và thả ra đơn giản để xay nghiền. Phía dưới là lỗ cắm dây điện. Vỏ ngoài được làm bằng nhựa ABS siêu dày, giúp chống nứt bể trong trường hợp va đập nhẹ và quan trọng là giúp chống rung giật. Cây chổi mini này sẽ giúp bạn quét sơ bụi trên miệng máy nếu như nghiền bột. Bên trong lồng nghiền được làm bằng kim loại sáng bóng, chống rỉ, chống xước, không bám dính đồ ăn, giúp vệ sinh vô cùng tiện lợi. Sau đây mình sẽ xay nghiền trực tiếp đậu đen để cùng nhau kiểm chứng độ hiệu quả của chiếc máy nghiền này. Có thể thấy động cơ cực khỏe, công suất lên đến 300W, giúp nghiền rất nhanh chóng. Thực tế là chưa đến 1 phút thì đậu đen đã mịn thành bột. Đây là thành quả mình xay các nguyên liệu ngay từ đầu video. Sản phẩm này rất thích hợp với những người bận rộn vì chúng rất nhỏ gọn, nhanh, khỏe mà lại vệ sinh cực dễ dàng, tháo lắp nhanh chóng, cọ rửa thoải mái như một chiếc ly thông thường. Điểm đặc biệt là máy nghiền rất êm, không rung giật, không gây tiếng ồn lớn như nhiều loại máy nghiền khác. Chiếc máy nghiền này quả thực rất đáng để sở hữu. Ưu đãi bất ngờ cho khách hàng mua hàng ngay hôm nay, giảm giá lên đến 50% máy nghiền đa năng siêu tốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.